ơi, tôi qua biết bao nhiêu người. Bây giờ mình qua mình nói tôi tướng là phần cuối cùng ha. Mà trắng nói thêm hé nụ cười. Bây giờ tổ tướng thì trình bày phân loại cơ chế như khách khám, phát hiện, trình bày phân tích đặc điểm tại lâm sàng, liệt kê chuyên gia. Bây giờ tổ tướng hay gọi là bán để chỉ cái tình trạng là có dịch, bệnh lý trong phúc mạc. Phúc mạc thì mình có phúc mạc lá thành và phúc mạc lá tạng. Lá thành là bao thành bụng trước, thành bụng sau. Phúc mạc lá tạng là bao các cái ruột, gan. Đúng không? Nhưng mình nhớ là tử cung thận nó nằm sau phúc mạc nha, chứ không ở trong phúc mạc nha. Chính vì mình thấy dù mỗi thận người ta phải đi bên hông đi vô, chứ mình nếu đi bụng đi xuống thì xẻ thành trước, xẻ thành sau. Còn đi hông đi vô đập nó liền, không có qua phúc mạc, hiểu không? Thì ở nam thì rất ít hoặc là không có, ở nữ thì có khoảng 20cc vào ở giữa chu kỳ kinh nguyệt. Thì cổ trướng người ta chia ra là một là cổ trướng phúc mạc bình thường, hai là cổ trướng phúc mạc bệnh lý. Bệnh lý có nghĩa có tổn thương, ví dụ lao, ung thư, nhiễm trùng, đúng không? Còn không bệnh lý có nghĩa là ví dụ như sơ gan, thận hư, suy tim, tim dưỡng, hiểu không? Nguyên nhân thường gặp tổ chướng là tăng áp lực cho mình cửa do sơ gan. Thì cái hội chứng tăng được mình cửa nhớ là nó có tổ chướng. Rồi phân loại thì đứng về lâm sàng để chia hai loại là tự do hay khu trú. Tự do nghĩa là dịch nó nằm trong đó, nó chạy tùm lum được. Khu trú là không thể nhúc nhích được, chỉ nằm một chỗ thôi, do nó có những cái ngăn. Thì những cái ngăn đó thường là ở lao màng bụng cho nó dính, thành ra nó khu trú cái nó dịch. Thành ra khi mình gõ thì có hình bàn cờ, nó đụng hình bàn cờ. Còn tổ chướng tự do thì mình sẽ có gì? Gõ đụng dùng thấp. Dấu hiệu gõ đụng dùng thấp, thấy không? Rồi tám lực thị tỉnh, khi xuất hiện tổ chướng thì nhất là nó phải có tám lực thị tỉnh, cái áp lực sinh mạch nó tăng lên, thấy không? Cái thứ hai là phải giảm cái lực keo. Mà nhiều khi áp lực thị tỉnh nó không đủ để xuất hiện cái tổ chướng. Ví dụ như là cái tăng áp lực cửa trước gan, tăng lực trước gan á là tuần hoàn hệ đều đầy đủ nhưng mà không bao giờ có tổ chướng, nó chỉ có tăng áp lực cửa, nó không có tăng cái giảm lực keo, không? Thành ra là tăng lực trước trên cái tắc trước gan, tắc mạch trước gan mà nó không có tổ chướng. Đó, thành ra mình chú ý tăng tính nóng thành mật, không? Rồi dịch vào khoang phúc mạc, ví dụ như là rồi dịch mật, dịch cấp, dịch tụy gì đó, dịch tiểu. Cơ chế khác mình có phù niên hoặc hội chứng mây. Chứng mây là cái hội chứng đờ công mát đó, cái đội chứng viện đọc phiên ra đọc về đó. Thì cái này nó bao gồm là tràn dịch màng bụng, tràn dịch màng phổi và u nang buồng trứng. Nhưng mà miễn cắt u nang đi thì dịch màng phổi màng trứng bụng tự nhiên hết trơn, không? Không cần điều trị gì khác hết. Bây giờ lâm sàng cơ năng là sao? Là có dịch ở bụng, thành ra bụng nó ngày càng căng bự ra, làm cho người ta tức khó chịu và nó có thể tăng nhanh nhiều tùy theo cái loại. Ví dụ như sơ gan lao màng bụng thì tiến triển từ từ, ung thư màng bụng thì tiến triển nhanh, ví dụ vậy. Bệnh nhân đầy bụng, đau bụng, rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, thành ra mình chú ý có sốt không, có tiêu chảy không, có chán ăn không. Rồi coi những nguyên nhân bệnh lý có thể dẫn đến, ví dụ nghiện rượu làm sơ gan lao phổi là kết hợp đau màng bụng không. Rồi truyền máu gây viêm gan siêu vi C, hoặc là viêm gan virus gì đó dần dần, rồi có không. Rồi xem coi tổ chướng này ít nhiều qua cái nhìn, thấy không? Đó. Rồi khi đứng thì bụng mình thấy cho nó hình cái bụng đó, không? Rồi rõ nếu quá ít thì có thể xác định, có thể khó. Thì những hợp khó thường là ta làm gì cho siêu âm. Tại vì siêu âm là một cái chẩn đoán hình ảnh, phải xác định dịch rất là mau. Cái gì không biết cho dịch thì nó xác định được nhanh lắm. Cho ra dịch màng phổi, dịch màng bụng là người ta đưa siêu âm ra cho mau, xác định lượng. Thậm chí là trong tràn dịch màng phổi bây giờ để chờ chọc dịch đó là không có coi quang đâu, nó kêu siêu âm, nó giấu điện chụp dò dùm để theo đường nó chọc vô, không? Rút dịch. Rồi sờ thì bụng tổ chướng nó căng không, không? Nếu tổ chướng nhiều đó, và đau nếu có nhiễm trùng đó, và làm dấu hiệu sốc bổ. Thì đây là mình thấy là cái khoang phúc mạc giữa các cái ruột và mình sẽ có xuất hiện các cái dịch đây. Nếu người ta đứng thì các cái dịch nó xen kẽ giữa các cái quai ruột như vậy đây, à, đúng không? Đó, và đây là cái hình ảnh của một cái người cổ trướng trên sơ gan. Thấy là mình thấy là người ta ốm nè, tay chân thẳng kêu ốm, cái bụng rất là to. Nếu ở đây mình thấy thì cái biểu rất là to, không? Đó, còn ông này thì to và ông kèm theo cái gì lồi ra nữa, không? Đó. Đó, thì nếu ta nằm, đó, mình thấy cái bụng nó rất là to ha. Đó. Và có những cái tuần hoàn bằng hệ trên bụng đây. Rồi cái nó không bẹp,
thì mình phải chú ý là thấy là nó béo phì nó coi chừng nó không là ta mập quá mà làm thành bụng trướng, ta có thai lại làm thành bụng trướng kỳ lắm, phải không? Ta có u nang buồng trứng, nang buồng trướng đâu, nang buồng trứng là cái nang to lắm, gọi là u nang nước buồng trứng, tức là có thể cái nang đó bên trong là đầy nước nhưng nó cư trú bên cái nang, phải không? Còn cổ trướng là cái dịch nó chảy.